Bây giờ hãy nghe từ chính là 就是 chính là anh ấy. 就是他 chính là tôi. 就是我 bạn trai của tôi chính là anh ấy. 我男朋友就是他 kia chính là sách của tôi. 那就是我的书 đây chính là từ điển của tôi. 这就是我的词典 anh trai tôi chính là bác sĩ. 我哥哥就是医生 em trai anh ấy chính là phóng viên. 他弟弟就是记者 bây giờ hãy nghe từ điển tiếng Hán, tiếng Nhật. Nguyên văn là Hán ngữ, Nhật ngữ, từ điển. 汉语日语词典 chính là từ điển tiếng Hán, tiếng Nhật. 就是汉语日语词典 đây chính là bạn học của tôi. 这就是我的同学 hãy thử nói bạn cùng phòng của Mary. 玛丽的同屋 chữ tơ trong cụm này không được lược bỏ. Của bạn cùng phòng của Mary. 玛丽的同屋的 sách của bạn cùng phòng của Mary. 玛丽的同屋的书 玛丽的同屋的书 bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau theo đúng nội dung của bài. 那是玛丽的书吗 不是,那是玛丽的同屋的书 不是,那是玛丽的同屋的书 那是不是大卫的书 那是不是大卫的书 不是,那是玛丽的同屋的书 不是,那是玛丽的同屋的书 那是英语课本吗 那是英语课本吗 不是,那是汉日词典 不是,那是汉日词典 汉日词典是什么词典
就是汉语日语词典。